Đơn kiện của bà Sáu Bầu bị tòa án hoãn lại để ưu tiên xử lý đơn của Hồng Loan. Luật sư của Hồng Loan thông báo một chiến dịch bất ngờ. Theo những gì mà chúng tôi cập nhật được, thì hiện tại, đơn thư của bà Sáu Bầu liên quan tới ngày 26 tây tới đây đã bị tòa án hoãn lại, mà thay vào đó là tòa án sẽ ưu tiên giải quyết đơn của Hồng Loan. Và đó là lá đơn của Hồng Loan yêu cầu mẹ con Phượng Rùi và Sáu Bầu phải dọn hết tất cả đồ đạc cá nhân của họ ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Vô cùng hợp lý, phải không quý vị? Theo hướng suy nghĩ của chúng tôi, thì trong trường hợp thẩm định giá trị của căn nhà, nếu muốn biết được giá trị chính xác của căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, thì trước tiên chúng ta phải vứt hết rác rưởi ra khỏi căn nhà, từ đó thì chúng ta mới có thể thẩm định được giá trị thật. Và Sáu Bào là một lá đơn yêu cầu thẩm định căn nhà, như vậy là gậy ông đập lưng ông rồi, già mà chơi mấy cái trò không mấy khôn nên hậu quả nó ê chề như thế. Và cụ thể lần chia sẻ mới đây, luật sư Ngọc có nêu những điểm đáng chú ý, xin mời quý vị cùng đến với những nội dung phân tích sau đây. Luật sư Ngọc đã bắt đầu chia sẻ những vấn đề chính, đó là sự kiện ngày 26 tây tháng 10 sắp tới đây. Luật sư Ngọc đã thông báo rằng nhân đây luật sư cũng xin thông báo tình hình cho cô chú bác anh chị về lịch xem xét thẩm định ngày 26 tây tháng 10 năm 2023. Chiều ngày hôm qua thì tòa án đã đến tận nhà để tống đạt quyết định của các văn bản cho Hồng Loan, trong đó đáng chú ý nhất là văn bản liên quan đến việc bà Sáu và Phượng Rùi phải dọn đồ ra khỏi nhà theo yêu cầu của Hồng Loan. Và tòa đã thông báo rằng sẽ quyết định hoãn lại lịch xem xét thẩm định nhà số 5 Đoàn Thị Điểm theo đơn yêu cầu của bà Sáu Bào. Và vì vậy thì ngày 26 tây tháng 10 tới đây chỉ xem xét thẩm định theo yêu cầu của Hồng Loan mà thôi. Ở thông báo này thì rõ ràng bà Sáu đã có vấn đề nào đó trong khâu yêu cầu thẩm định căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nên đã bị tòa án hoãn lại, chưa biết vì lý do gì. Có thể là vì bà ta không đủ nghĩa vụ và quyền hạn trên pháp lý để yêu cầu thẩm định, hoặc cũng có thể là ở khâu chi phí thẩm định mở quán bún bò hết tiền rồi, nên giờ Phượng Rùi có tiền đâu mà cho mẹ mình tạm ứng tiền để thẩm định căn nhà, nên đã bị hoãn. Đây cũng là một lý do nghe hợp lý, đúng không quý vị? Cái giống cờ bạc, sáng chiều bài bạc, tối thì bùa ngải, như bà Sáu, uy tín thì như rẽ rách, danh dự thì như thảm chùi chân, liêm sĩ thì vứt cho chó nó còn chê, không thèm nhìn. Tâm tính con người hầu như là bằng không, thì có giá trị nhân cách đâu mà đòi đi kiện người ta. Phượng Rùi là một kẻ thâm nhất trong cái vụ này, đặt để toàn bộ những thứ bá dơ gớm ghiếc nhất lên đầu của mẹ mình, còn mình nó thì cần tỏ ra sạch và sang là được. Mẹ mình dầu gì cũng già rồi nên kệ bả luôn chứ gì, đẻ một đứa con gái hết lần này tới lần khác hạ nhục mình, đẻ ra một đứa như vậy mắt ruột mắt gan lắm ha bà Sáu. Phải mà ngày xưa ngoan ngoãn thì không chừng hiện tại bà Sáu đã an nhiên trong căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, tự nhiên đi theo con nhỏ con gái mất dạy làm chi, giờ vừa rửa chén vừa bưng bún vừa bưng nước, đã thế khuya khuya còn phải thức sớm để nấu nước lèo, hối hận chưa? Người ta nói khổ trước sướng sau á, thì hưởng phước còn sướng trước, mà khổ sau thì gánh nghiệp đó bà Sáu. Quay trở lại với văn bản của luật sư Ngọc thông báo, bên cạnh việc hoãn đơn của bà Sáu thì trái ngược hoàn toàn, đó là việc tòa án sẽ xem xét yêu cầu của Hồng Loan. Thế là dù muốn hay không thì hai mẹ con Phượng Rùi Sáu Bào cũng phải bẻ bàn dọn đồ ra khỏi nhà trước mặt của các bá quan văn võ triều đình, hàng chục các ống kính của các youtuber, hàng triệu người theo dõi qua màn hình YouTube. Thật đúng là ngày hảo lớn của những ai yêu mến Hồng Loan và ủng hộ Hồng Loan. Phải chi hai mẹ con Phượng Rùi và Sáu Bào dọn sớm là đỡ nhục không chịu bày đặt. Quay trở lại về đếm vàng đếm bạc làm gì, giờ đó phải dọn ra trong sự bẻ bàn hèn hạ. Thật sự là nhục nhã quá, nhục. Quý vị thấy đó, ta đâu bao giờ thắng chánh, đúng không ạ? Và một điều đặc biệt ở đây là gì? Đó là người đi kiện thì thua, mà người bị kiện thì thắng. Từ đơn này cho tới đơn kia, người đi kiện thì bị chửi lên chửi xuống, còn người bị kiện thì được yêu thương cho tới cùng. Người đi kiện thì hổ báo cáo tròn, còn sau đó thua đau thua điếm. Còn người bị kiện thì cứ bình thản hồn nhiên, kết quả đã về là chiến thắng siêu nhiên luôn. Phượng Rùi Sáu Bào cứ tưởng rằng mình đã chiến thắng khi đã có thể dồn ép được Hồng Loan đẹp dí vào khe tường. Nhưng đâu có ngờ Hồng Loan đã kiên trì mạnh mẽ không khuất phục. Ngày xưa Loan một mình Loan đã không khuất phục, thì ngày nay Loan có rất nhiều quý nhân hỗ trợ, pháp lực cũng đứng về phía Loan, thì lý do gì mà Hồng Loan phải thua lũ cần cần này, đúng không quý vị? Ngày 26 tây tháng 10 hẹn giờ và chiến thôi quý vị ơi.